Hello, xin chào mọi người đã quay lại với Đức Huy Mobile Channel. Ngày hôm nay Danh với cùng với mọi người sẽ cùng nhau làm một video phân biệt giữa Redmi Note 7 và Redmi Note 7 Pro. Cách nào để chúng ta biết đâu là Redmi Note 7 và đâu là Redmi Note 7 Pro, cũng như là giải đáp một câu hỏi của anh em liên quan đến hai sản phẩm này, đó chính là liệu chúng ta có nên nâng cấp Redmi Note 7 Pro hay không, và Redmi Note 7 Pro có gì hơn so với Redmi Note 7 thì chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp trong video. Một like subscribe mọi người ơi, nhấn vào, nhấn nhẹ vào, nhấn vào. Cắt. Và đây là hai anh chàng của chúng ta. Bên tay trái của Danh đó chính là Redmi Note 7 Pro, còn bên tay phải của Danh đó chính là Redmi Note 7. Hơi ngừng ngừng với cách nhìn của mọi người một xíu. Nhiều anh em sẽ thắc mắc là tại sao Danh không chọn hai sản phẩm này với cái màu khác nhau một xíu để cho dễ nhận biệt. Nhưng mà Danh chọn màu đen bởi vì có một lý do, mọi người sẽ xem phần hàng sẽ biết. Rồi, quay lại vấn đề là như anh em biết rằng là Redmi Note 7 và Redmi Note Pro là cơ bản về việc nâng cấp là chỉ nâng cấp về hiệu năng bên trong, camera các kiểu, còn về hình thức bên ngoài thì gần như giống 100%. Nó, nhưng mà Danh hỏi anh em nè, giống 100% rồi làm sao biết được đâu là Redmi Note 7, đâu Redmi Note 7 Pro và đâu là sẽ là một sản phẩm mình mua đúng. Ví dụ như anh em vô mua một Redmi Note 7 Pro, nó lấy một cái hộp Redmi Note 7 Pro, nó bỏ một Redmi Note 7 vô, sao anh em biết được đúng không? Đó, thì sau một đêm ngồi nhìn hai anh chàng này ngồi đắm đuối và thiếu điều là muốn lòi hai con mắt ra luôn. Đó, là muốn lé luôn, nhìn muốn lé luôn á. Và Danh đã phát hiện ra ba đặc điểm để chúng ta nhận biết. Với đặc điểm đầu tiên đó chính là về phần camera. Như anh em thấy thì camera của hai sản phẩm này đều đặc dọc, nhưng mà để nhận biết nó, anh em nhìn vào cái viền vòng tròn của nó. Đối với Redmi Note 7 Pro thì những cái viền này nó sẽ được làm tròn và làm sáng hơn, kiểu nó sẽ được in nổi. Trong khi Redmi Note 7 nó sẽ được kiểu là in chìm. Nhưng mà khi mà anh em rọi ánh sáng vào thì hai sản phẩm này như nhau anh em nha. Nên anh em nếu mà có xem những cái vòng tròn này, anh em nên xem ở điều kiện không có ánh sáng rọi vào trực tiếp nhiều. Đó. Và khi anh em thấy nếu không ánh sáng trực tiếp rọi vào nhiều thì như hình mọi người thấy đó là Redmi Note 7 Pro thì sẽ có những cái viền này nó sẽ sáng hơn rất nhiều. Trong khi đó Redmi Note 7 nó sẽ bị chìm hơn. Rồi, với đặc điểm thứ hai đó chính là ở trên khe SIM. Anh em gỡ ra Danh để cho mọi người thấy, cái này Danh chắc Danh không cần phải phân biệt. Một bên là Redmi Note 7 Pro rất là dễ nhìn biết, và bên là Redmi Note 7. Anh em nhìn cái nào mà lỗ nhiều là biết thằng nào rồi đó. Đó. Rồi, ở phần mục thứ ba đó chính là anh em bắt buộc phải vô trong phần setting. Bởi vì có trường hợp là nó sẽ bị tráo main. Đó, có nghĩa là nó sẽ tráo main của thằng Redmi Note 7 qua sát thằng Redmi Note 7 Pro và ngược lại. Thì anh em vào trong phần setting thì tất cả những dòng Xiaomi sau này, khi anh em đăng nhập Wi-Fi vào nó sẽ hiện thông số kỹ thuật. Và nếu như Redmi Note 7 nó sẽ chạy chip Qualcomm 660 và Redmi Note 7 Pro nó sẽ chạy chip Qualcomm 675. Như vậy là chúng ta đã vừa tìm hiểu xong ba đặc điểm để nhận dạng được đâu là Redmi Note 7 và đâu là Redmi Note 7 Pro. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần cực kỳ hấp dẫn, đó chính là test độ bền. Và đây là hai nhân vật chính của chúng ta, một bên là Pro, một bên là bản thường. Vậy làm sao để cho anh em biết bản nào là bản Pro, bản nào là bản thường sau khi xem video? Thì Danh có một cách đánh dấu rất là dễ biết, đó là phiên bản thường Danh sẽ cài phiên bản tiếng Việt trong đây. Đó, còn bản Pro mới ra mắt thì nên chưa cài được, nên anh em sẽ dễ nhận diện hơn. Và để chắc ăn hơn trong quá trình theo dõi á, là Danh sẽ dán một cái miếng băng keo lên cái con bản thường để cho anh em dễ theo dõi. Anh em chờ xí nha. Đây. Rồi, Danh sẽ dán một con bản thường nằm ở đây, là để cho anh em dễ theo dõi thôi. Rồi, là như vậy đó. Mà nhiều anh em sẽ bảo là Danh có thể bóc được, ai chơi đời nào quân tử ai chơi vậy đúng không? Đó. Rồi, nhiệm vụ ngày hôm nay của chúng ta sẽ hành hạ xem có khả năng độ bền giữa Redmi Note 7 và Redmi Note 7 Pro sẽ như thế nào. Như mọi người biết thì Redmi Note 7 và Note 7 Pro đều trang bị Gorilla Glass 5 cả trước và cả sau. Nhưng mà phiên bản Note 7 Pro nó sẽ phủ thêm một lớp nano, bởi vì chúng ta đang xem con lớp nano này có làm một cản trở cho cái mặt cường lực này hay không, thì chúng ta sẽ xem trong video chúng ta sẽ biết. Rồi, thì dụng cụ hành hạ của chúng ta sẽ gồm một là một con dao, và con dao này rất là bén anh em nha, cực kỳ bén luôn. Đây, thử cho anh em xem luôn nè, này thấy không, bén lắm. Mẹ éo đứt không đứt trời ơi, sau nãy tôi thử nó, à đây đây, nó đứt, nó có đứt anh em nha, nó có đứt. Cái câu chuyện đấy không có gì hài đúng không? Không có gì buồn cười mà tôi cũng cảm thấy thế. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái chùm chìa khóa. Rồi, thứ ba là chúng ta sẽ có những cái que chọc sim. Đây. Và cái que chọc sim này Danh sẽ bỏ vô một cái bọc và bỏ điện thoại và Danh sẽ lắc lên. Đó, đó là quy trình của chúng ta lần lượt test, và bây giờ chúng ta sẽ theo dõi video nào.
anh em nghĩ sao về cái đoạn video hành hạ hai anh chàng nhân vật chính của chúng ta. Và danh nhắc chứ mọi người, đây là video chỉ mang tính chất tham khảo, không nên được thực hiện tại nhà anh em nhé. Bởi vì anh em mà thực hiện xong là dễ yêu anh em mổ luôn ấy. Và kết quả như thế nào thì Danh sẽ công bố cho mọi người luôn. Và hiện tại trên bàn Danh vẫn còn một cái dụng cụ hành hình. Đây là một tội ác vẫn còn hiện tại và nên quăng nó đi, chứ sếp mà thấy video này là lên đường vậy thôi. Đùa vui với anh em vậy thôi. Và bây giờ Danh sẽ công bố kết quả cho anh em luôn. Hiện tại thì sau khi chúng ta làm một loạt những hành động từ dao, chìa khóa và thậm chí là việc bỏ những cái quay chọc sim trong cái túi á, đó là một trong những tình trạng mà chúng ta hay sử dụng smartphone nhiều nhất. Bởi vì anh em hay bỏ vào túi, cấn chìa khóa nè, cấn những vật nhọn linh tinh các kiểu. Thì xảy ra tình trạng gì khi mà chúng ta làm nó với Redmi Note 7 và Note 7 Pro? Thì kết quả là Redmi Note 7 đã xảy ra những tình trạng bị xước nhẹ, xước lông mèo, xước khá nhiều, nói chung là xước dâm khá nhiều, và xảy ra chủ yếu là ở mặt trước. Còn đối với mặt lưng phía sau thì Danh cảm giác rằng nó chỉ xước kiểu giống là xước rất là mờ, cực kỳ mờ luôn. Và như anh em thấy trong hình đó, nếu khi chúng ta rọi bằng đèn pin thì hầu như chụp hình gần như không thấy luôn. Đó, đó là đối với Redmi Note 7. Còn đối với Redmi Note 7 Pro thì thật sự là chúng ta phải thốt lên một điều rằng wow, nó tốt dã man luôn. Thực ra thì mà nói thì màn hình của Redmi Note 7 Pro vẫn có xước anh em nha. Và nói chung xước ít dữ lắm, và chỉ mỗi tội là đúng một đường là hơi bị xước nặng một tí. Đó là cái đường như Danh chụp cho mọi người thấy đó, là đúng chỉ mỗi tội là phần đó thôi. Còn hầu hết cái mặt trước đều làm rất tốt, đặc biệt mặt sau còn cả tốt hơn. Đúng như nghĩa là phủ thêm một lớp nano đã vô tình làm cho mặt phía sau nó tốt hơn nhiều. Nó vẫn có xước nhẹ nhưng mà xước nó rất là mờ, kiểu giống như là nó in hàng hàng kiểu giống như là bị xương khói mờ nhân ảnh các kiểu á, ai biết tình ai có đậm đà đó, kiểu vậy đó. Nó xương in nhẹ, chúng ta có thể không để ý tới luôn. Đó là lý do tại sao Danh chọn phiên bản màu đen cho mọi người, bởi vì nếu phiên bản màu xanh hoặc phiên bản màu đỏ anh em sẽ không thấy được sự xước đó. Đó, mọi người đã hiểu lý do tại sao đúng không? Rồi, như vậy là chúng ta đã vừa xong test xong cái phần khả năng độ bền với hai sản phẩm này, và chắc mọi người đã rút ra kinh nghiệm nên chọn sản phẩm nào rồi đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang mục thứ ba, đó chính là khi anh em mua Redmi Note 7, Note 7 Pro, anh em nên chú ý phụ kiện của những sản phẩm này thế nào. Bây giờ chúng ta đến phần ba thôi. Nói gì thì nói thì như chúng ta biết rằng Redmi Note 7 và Note 7 Pro để hỗ trợ công nghệ WeChat 4.0 trở lên. Nhưng mà đôi khi chúng ta đi đến mua hàng chúng ta không để ý cái củ sạc thì đó là một sự thiệt thòi của anh em. Bởi vì củ sạc hỗ trợ Redmi Note 7 tặng kèm trong hộp sẽ khác với Note 7 Pro một trời một vực luôn anh em ạ. Sự khác đầu tiên đó chính là về kích thước. Phiên bản Note 7 Pro sẽ có những kích thước nhỉnh hơn một tí. Mà bên cạnh đó, để nhận diện cho có phải củ sạc Xiaomi không thì anh em nên để ý rằng đối với phiên bản củ sạc của Redmi Note 7 và Note 7 Pro thì có những dòng chữ in nó sẽ khác nhau. Redmi Note 7 sẽ được in nổi hơn, và những cái từ như Xiaomi, thậm chí là cái logo mà số 10 đó, và những thông số ví dụ như 5V 2A đó là thông số của Redmi Note 7. Trong khi đó củ sạc của Redmi Note 7 Pro nó sẽ được in đậm hơn ở dòng chữ Xiaomi. Ngoài ra những cái logo số 10 hoặc thậm chí những cái logo biểu tượng các kiểu thì nó sẽ được in đậm hơn. Ngoài ra những dòng chữ kỹ thuật thông số nó sẽ được in mỏng lại, giống như kiểu là thu gọn, kiểu giống như là chuyển đổi từ cái phông từ số size 12 xuống size số 9 kiểu vậy đó, và nó sẽ in chìm xuống một xíu. Đó sẽ cho chúng ta một cách nhận diện. Ngoài ra thì phía mặt trên ngay chỗ đồ cắm sạc, anh em phải để ý rằng củ sạc của Redmi Note 7 và Note 7 Pro sẽ khác nhau. Note 7 Pro sẽ được làm nhẵn luôn, và có nghĩa làm liền và sẽ không có khoảng bị đứt khoác quá các kiểu. Còn riêng dòng Note 7 thì anh em thấy nó sẽ có một sự phân cách giữa một cái lớp ngoài và lớp trong. Đó, cho anh em nhận diện. Như vậy là những cơ bản về dòng Redmi Note 7 và Note 7 Pro cho anh em, cho mọi người cách nhận diện nó rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tóm tắt. Và khi chúng ta đã đến với hồi kết của video ngày hôm nay thì việc đưa ra một lựa chọn là chọn Redmi Note 7 hay là chúng ta nâng cấp lên Redmi Note 7 Pro thì thực sự quyết định này không hề đơn giản một chút nào. Bởi vì như chúng ta biết rằng tất cả các quyết định của chúng ta về hai sản phẩm này nó còn phụ thuộc rất là nhiều yếu tố khác. Ví dụ như là giá, thứ hai chế độ bảo hành, thứ ba đó chính là về khả năng tiện dụng, hay nói cách khác đó là tiếng Việt đó. Và thì theo cá nhân Danh thì Danh cảm nhận rằng là Redmi Note 7 hay Note 7 Pro thì nó sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của các bạn nhiều hơn. Nếu như bạn cần một chiếc điện thoại
chụp hình ok, chơi game ổn và cơ bản là phải vừa túi tiền của các bạn thì Note 7 nó đã một sự chọn hợp lý rồi. Bởi vì như mọi người biết thì Redmi Note 7 đang được bán tại Việt Nam rồi và đã có phiên bản tiếng Việt chính thống đó. Còn nếu như bạn cần một chiếc điện thoại về khả năng game mạnh hơn, load nhanh hơn, ngoài ra thì có khả năng lưu trữ bộ nhớ cao hơn, bên cạnh đó là khả năng bảo vệ chiếc máy bởi vì bạn là một người không cẩn thận, thì Redmi Note 7 Pro đó là một sự lựa chọn sáng suốt hơn. Bởi vì chip Qualcomm 675 trên Redmi Note 7 Pro nó là một sự nâng cấp về CPU. Thậm chí tất cả các reviewer trên cả thế giới này người ta khẳng định rằng tốc độ CPU của Redmi Note 7 Pro nó sẽ còn nhanh hơn cả chip 710 trên Mi 8SE. Còn có điều là mỗi đội nó thua điểm đồ họa thôi. Nên nếu như anh em cần một cái chế gọi là vi xử lý về khả năng CPU các kiểu á thì 675 hàng Đức. Đó. Bên cạnh đó thì Redmi Note 7 Pro nó cũng có một cái phiên bản RAM 6GB và bộ nhớ 128 sẽ giúp cho chúng ta thỏa mãn về cái việc là tăng lên bộ nhớ lên tới 128 là tăng gấp đôi so với Redmi Note 7. Bên cạnh đó thì như nên biết rằng Redmi Note 7 Pro sẽ được phủ một lớp nano phía sau đây, nó sẽ tăng về khả năng bảo vệ và danh đã test cho người xem. Bên cạnh đó thì sẽ tăng được khả năng chống nước nữa, nên sẽ an tâm hơn cho anh em, các anh em Grab Bike, Uber hay chạy ngoài đường. Và bắt đầu thời tiết bây giờ nó bắt đầu mưa gió rồi. Rồi, đó là ý kiến của Danh, có ý kiến của các bạn thế nào? Comment ngay phía dưới liền, ngay và luôn. Rồi, bây giờ thì xin chào hẹn lại mọi người ở những video lần sau. Nếu như mọi người thấy hay thì đừng quên cho Danh một like với subscribe. Nhớ share video mọi người nha. Xin chào hẹn lại mọi người ở những video lần sau. Xin chào.